Hello mọi người, lại là Song Dev đây. Thì hôm nay mình sẽ demo một cái chương trình quản lý thư viện nha. Thì cái chương trình này á, mình sử dụng công nghệ là C# framework và cái framework UI UI rồi WinForm. Rồi cái môi trường mình có đó là Visual Studio 2022. Rồi cái database á là cái dữ liệu làm dữ liệu á là bên SQL Server 2019. Rồi trong cái chương trình này á có các chức năng như thế nào? Nhất cái chức năng là của chương trình này á là thứ nhất là quản lý sách nè, thêm sách, xem chi tiết sách. Cái thứ hai á, là quản lý sinh viên, là thêm sinh viên nè, xem chi tiết sinh viên. Rồi quản lý sinh viên mượn sách, rồi tìm kiếm mã sinh viên, rồi quản lý sinh viên trả sách, rồi xem chi tiết danh sách sinh viên mượn và trả sách ha. Thì trong chương trình này có các chức năng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ demo nhé. Đầu tiên á, mình sẽ chạy cái chương trình này lên. Mình sẽ đăng nhập một cái tập khoản vào đây, đăng nhập nha. Ok. Nếu mà đăng nhập sai á thì nó sẽ hiện một cái thông báo là lỗi mật khẩu hoặc tên đăng nhập. Rồi mình phải mình phải nhập mật khẩu đúng nhé. Rồi, sau khi đã đăng nhập vào tài khoản này rồi á, mình sẽ thực hiện trong đây là trang dashboard nhé, trang chủ. Rồi bây giờ mình có chức năng nhất là mình sẽ sách đi, mình sẽ thêm sách nha, mình sẽ bấm vào chức năng là thêm sách. Trong đây mình sẽ thêm sách như chẳng hạn là mình ghi là XS Dev đi. Ok. Rồi tên tác giả mình ghi là Miss Huỳnh Hình đi ha. Rồi Miss Song Dev đi ha, Miss Song Dev đi. Song Dev. Rồi ok. Xuất bản mình ghi là No 1 đi. Ngày mua sách hay còn gọi là ngày nhập sách vào cái thư viện á. Rồi ok, mình để như vậy. Rồi giá sách á, thì mình sẽ chọn giá nhập mỗi cuốn là mình cho làm như đây đi ha. Số lượng sách mà nhập vào á mình ghi là 200 cuốn đi, 200 quyển. Rồi mình bấm chữ lưu. Bấm lưu nha. Thì nó sẽ hiện báo là dữ liệu đã lưu, bấm ok. Rồi, và sau khi mình đã có sách rồi, mình đã thêm sách vào thư viện rồi. Rồi bây giờ mình có thể xem chi tiết sách luôn nha. Mình có thể xem sách nè. Ở đây á mình có sách mình vừa mới thêm là XDF Miss Song Dev nè, đầu 1 ha. Rồi, và ở đây mình có chức năng là tìm tên nhá. Lỡ như mốt gì ở đây nè, có nhiều sách đi, mình phải điền và kiếm theo tên sách nhá. Ở đây mình ghi là XS đi ha, XS. Rồi mình làm XS rồi bấm Enter. Thì nó sẽ ra một cái làm phần dưới đây là nó hiện cái chữ là mấy sách mà có tên là XS đầu tiên. Ok ha. Rồi mình bỏ lại thì nó lót lại như cũ. Rồi, ok. Đây là xem cái chức năng là xem chi tiết sách. Rồi, bây giờ mình qua chức năng thứ hai là thêm sinh viên. Thêm sinh viên nhé. Rồi, ở đây mình sẽ đăng ký một cái tên sinh viên chẳng hạn là Sun Dev Nem đi ha. Nem rồi. Mã đăng ký thì mình sẽ ghi là 777 đi ha. Phòng cái này là phòng của người sinh viên á. Thì phòng thì mình sẽ ghi là no phòng là 78 đi. Học kỳ của sinh viên này ghi là học kỳ 4 đi ha. Học kỳ 4 đi. Số điện thoại thì mình ghi là số điện thoại thôi. Email thì mình ghi là Sun Dev dưới đây nha. Ghi đây Sun Dev name đi ha, Sun Dev @gmail.com. Nhá. Rồi, bấm chữ lưu. Ở đây có cái button như là làm mới nè, lưu thông tin và thoát. Thì lưu thông tin là khi mình điền đầy đủ thông tin đây rồi, mình bấm chữ lưu thông tin là mình đăng ký sinh viên, mình bấm cái này, mình điền thông tin đầy đủ rồi mình bấm vô ok là mình đã đăng ký thành công cái sinh viên này rồi ha. Rồi bây giờ là cái chức năng làm mới á, là khi mình điền thông tin như vậy đi, điền thông tin như vậy ha, thì nhưng mà mình không muốn thêm nữa, mình muốn nó nhiều thì mình điền nhiều rồi, mình dòng lẽ mình từng xóa một từng cái một thì không được, mình bấm chữ làm mới thì mới nhá, thì nó sẽ tải cái dữ liệu này, nó làm sạch cái phần input của mình vào đầu vào của mình nhá. Rồi ok. Rồi bây giờ mình thoát nhá, bấm chức năng thoát, mình bấm ok là thoát đi. Rồi ok ha. Bây giờ nè, sau khi mình đã bấm vào đây, mình bấm vào chi tiết là xem sinh viên nhá, bấm vào chi tiết chức năng là xem sinh viên. Trong phần này á, mình có chức năng là tìm mã đăng ký, có nghĩa là tìm mã của sinh viên nhá. Thì ở đây mình sẽ nhập cái mã đi, ở đây cái mã nè, ở đây cái hàng này hàng thứ mã nè. Bây giờ mình nhập thứ mã số 77 nha. Enter. Thì bây giờ nó sẽ search ra cái mã đăng ký hay là cái mã sinh viên của cái tên của người sinh viên này ha. Còn xóa đi thì nó sẽ tải lót lại dữ liệu ha. Rồi ok. Thì chức năng nó đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ qua chức năng là mượn sách đi. Trong chức năng mượn sách này á thì mình sẽ tìm điền cái mã đăng ký
mã đăng ký người sinh viên. Hồi nãy mình mới đăng ký một cái mã sinh viên là 77, rồi bấm tra cứu. Nếu mà có rồi á, nếu mà sinh viên này có tồn tại thì cái dữ liệu á nó sẽ tự lót qua đây ha, nó sẽ tự động lót qua đây. Rồi ok, nó tự động lót qua đây rồi á. Rồi cái phần tên sách đây nè, mình nếu mà sinh viên muốn mượn cuốn sách nào á thì ở trong dữ liệu của mình á nó sẽ lót ra, thì mình sẽ bấm vào chẳng hạn sinh viên này muốn mượn cái quyển sách là Sunday Book đi, bấm vào đây. Ok, ngày mượn mình có thể chọn ngày mượn nè, rồi bấm chưa mượn sách nha, bấm sách đã được mượn rồi nha, bấm ok thì đã sách này đã được mượn rồi. Bây giờ mình có thể làm mới cái mã này. Ok, mình có thể search theo cái mã khác là 99 đi, bấm tra cứu nha. Còn tra cứu nếu có thì cái dữ liệu nó sẽ hiện lên đây. Rồi ok, rồi đơn giản như vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình qua chức năng thứ hai á, chức năng thứ tư á, là trả sách đi. Trả sách thì nãy á mình mới mượn một cuốn sách, ở đây mình có mã đăng ký nè, mình ghi là mã đăng ký của sinh viên đó ha, bấm tìm kiếm sinh viên. Nếu mà tìm kiếm gặp á thì nó sẽ hiện cái dữ liệu lên đây ha, rồi mình bấm vào đây, mình bấm vào đây thì dữ liệu nó sẽ lót dưới đây ha, nó sẽ lót dưới đây. Rồi tên sách nè, tên sách mà sinh viên nó mượn nè, ngày mượn sách nè, rồi ngày trả sách nè. Ở đây mình ngày mấy, mình muốn trả cho ngày sinh viên bữa nay ngày 28 đi, thì sinh viên này mượn hai mượn ngày mượn mượn sách là ngày 26 tháng 11 và trả sách là ngày 28 tháng 11. Ok ha, thì bấm vào đây trả sách nha, trả sách thành công. Ok, trả sách thành công. Ok thì bây giờ nó trả sinh viên này đã trả sách rồi ha, trả sách thành công rồi. Rồi bây giờ mình qua cái phần thứ thứ năm á là chi tiết. Chi tiết thì chi tiết này á là như thế nào? Thứ nhất, trong cái phần chi tiết này á nó sẽ hiện lên, nó hiện lên cái phần là mượn sách nè, thì danh sách sinh viên đã mượn sách, danh sách sinh viên đã mượn sách nha. Rồi hiện đây là danh sách sinh viên đã trả sách rồi. Hồi nãy mình mới trả sinh viên là 77 nè, mã sinh viên là 777 nè, mới vừa mới trả sách rồi. Ok ha, thì nó sẽ hiện ở đây. Rồi thì cơ bản cái chương trình này đơn giản như vậy thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần demo này rồi ha. Ok.